Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Mời quý vị theo dõi. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã đe dọa trừng phạt Bắc Kinh trong một cuộc họp tại Bruxelles, Bỉ, nơi các nhà ngoại giao hàng đầu của EU họp để thảo luận về thông tin tình báo gần đây cho thấy Trung Quốc đang cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine. Trước cuộc họp, một quan chức cấp cao của tổ chức 27 quốc gia này đã chỉ ra rằng các báo cáo từ nguồn tin tình báo chỉ ra sự tồn tại của một nhà máy bên trong Trung Quốc sản xuất máy bay không người lái được vận chuyển đến Nga. Nguồn tin giấu tên mô tả những cáo buộc này là có sức thuyết phục và đáng tin cậy, nhưng thừa nhận không có bằng chứng rõ ràng nào về sự hợp tác quân sự trực tiếp giữa Trung Quốc và Nga. Bà Baerbock phát biểu với các phóng viên sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU rằng khối này sẽ hành động nếu sự hợp tác đó được xác nhận. Bà Baerbock cũng cho biết, chúng tôi đang áp dụng thêm các lệnh trừng phạt đối với Iran và cũng đang làm rõ điều này liên quan đến viện trợ máy bay không người lái của Trung Quốc, bởi vì điều này cũng phải và sẽ có hậu quả, mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Italia Antonio Tajani cũng cân nhắc về vấn đề này, cảnh báo Bắc Kinh không nên phạm sai lầm lớn và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gửi thông điệp tới Trung Quốc để ngăn chặn gia tăng căng thẳng. Theo đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết sẽ thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G20 về vấn đề cung cấp hàng lưỡng dụng sau khi có thông tin cho rằng một nhà máy Trung Quốc đang sản xuất máy bay không người lái quân sự cho Nga. Liên minh châu Âu đã nhiều lần kêu gọi tất cả các quốc gia, bao gồm Trung Quốc, không cung cấp hàng hoặc hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Ngược lại, Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc trên, gọi đó là những suy đoán vô căn cứ và vu khống. Nước này tái khẳng định luôn quản lý việc xuất khẩu các sản phẩm quân sự một cách thận trọng và có trách nhiệm. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh, chúng tôi chưa bao giờ cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột, đồng thời luôn kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu UAV quân sự và UAV có thể sử dụng cho mục đích kép theo luật pháp và các quy định. Phát ngôn viên Trung Quốc cũng quả quyết, Bắc Kinh duy trì lập trường khách quan và công bằng, đã tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, hoàn toàn trái ngược với một số quốc gia áp dụng tiêu chuẩn kép và tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Quân đội Nga đang rất hy vọng vào các hệ thống pháo phản lực phóng loạt do Triều Tiên sản xuất. Được biết, ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên đã tạo ra một hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS được gọi là M1991 hoặc MLRS Model 1990-240mm. Tổ hợp này có những bản nâng cấp tiên tiến nhất, hiện là một trong những hệ thống mạnh nhất thế giới. Ông Yuri Lamin, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ CAST cho biết, trước đây có thông tin cho rằng những phương tiện chiến đấu như vậy có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 70km. Đặc biệt, vào tháng 5 năm nay, các cuộc thử nghiệm đối với phiên bản hiện đại hóa của pháo phản lực phóng loạt M1991 đã thực hiện. 8 quả đạn pháo đã phóng đi, bắn trúng mục tiêu. Trong diễn biến mới nhất, có thông tin cho biết quân đội Nga đã nhận được một số lượng nhất định các tổ hợp pháo phản lực dẫn đường cỡ 240mm hiện đại của Triều Tiên. Đây rõ ràng là sự bổ sung đáng giá cho Moscow, nhất là khi các hệ thống vũ khí pháo binh của họ đang tỏ ra lép vế trước đối phương, đặc biệt lép vế trước hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS. HIMARS có thể sẵn sàng phóng trong vòng vài phút và di chuyển ngay sau khi bắn, giảm thiểu nguy cơ phản công của đối phương. Sự nhanh nhẹn này đặc biệt có giá trị trong chiến tranh hiện đại, nơi mà các chuyển động nhanh và các cuộc tấn công nhanh thường mang tính quyết định. Một lợi thế lớn của HIMARS là khả năng tích hợp vào các môi trường chiến tranh tập trung vào mạng lưới, tiếp nhận thông tin mục tiêu theo thời gian thực từ nhiều nguồn khác nhau như UAV, máy bay chiến đấu và các đơn vị tình báo. Khả năng kết nối này cho phép người vận hành phản ứng ngay lập tức với các điều kiện thay đổi trên chiến trường, phối hợp với các hệ thống vũ khí khác để tấn công đồng bộ có độ chính xác cao. Khả năng tương tác như vậy khiến HIMARS trở thành một phần không thể thiếu của các chiến lược tác chiến đường đại, nâng cao hiệu quả của nó như một phần của lực lượng đồng minh và liên minh. Được quân đội Mỹ áp dụng rộng rãi, HIMARS đã chứng minh được giá trị của mình đối với một số đồng minh NATO và các quốc gia khác trên thế giới. Mới đây, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, việc Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do nước này sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga có thể là thời điểm mang tính quyết định cho cuộc xung đột. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Ba Lan nói, "Tôi hoan nghênh quyết định này của Tổng thống Joe Biden và các đồng minh của chúng tôi với sự hài lòng. Tôi tin rằng Ukraine phải có phương tiện để tự vệ hiệu quả. Điều này bao gồm việc đẩy lùi hậu phương của Nga để ngăn không cho ở quá gần tiền tuyến, đặc biệt là trong tình huống người Nga đang mời các đồng minh của họ tham gia cùng họ trong cuộc giao tranh này. Do đó, tôi tin rằng quyết định của Tổng thống Biden là rất cần thiết." Ông cho biết rằng các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, cường quốc lớn nhất ủng hộ Ukraine, không lừa dối hoặc quay lại hợp tác với Moscow. Thay vào đó, những nước này đang kiên định ủng hộ Ukraine, cung cấp hỗ trợ và đưa ra phản ứng mạnh mẽ đối với các cuộc tấn công ác liệt của Nga. Ngoài ra, ông Andrzej Duda cũng chỉ trích Đức khi tuyên bố sẽ không điều chỉnh chính sách của mình theo Mỹ.
Ông cũng bày tỏ sự không đồng tình với cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15 tháng 11 vừa qua. Ba Lan hiện dẫn đầu trong cung cấp viện trợ cho Ukraine kể từ sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra tính theo tổng sản phẩm nội địa GDP. Ba Lan là quốc gia đầu tiên phản ứng và hỗ trợ nước láng giềng Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong việc cung cấp vũ khí. Ba Lan đã phân bổ khoản viện trợ tương đương 4,91% GDP cho Ukraine, trong đó 0,71% GDP là hỗ trợ trực tiếp và 4,2% GDP là hỗ trợ người tị nạn Ukraine. Tổng giá trị vũ khí được chuyển giao lên tới 3,23 tỷ euro. Trong số 800 xe tăng được chuyển giao cho Ukraine, có hơn 350 xe tăng được Ba Lan cung cấp, bao gồm 240 xe tăng T-72, 60 xe tăng FT-91 và 14 xe tăng Leopard 2A4. Ngoài ra, Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine 14 máy bay chiến đấu MiG-29, 12 trực thăng Mi-24, 250 xe chiến đấu bộ binh, hơn 100 đơn vị pháo tự hành và hơn 30 hệ thống phóng tên lửa đa nòng BM-21 Grab. Về hoạt động huấn luyện đào tạo, Ba Lan đã đào tạo khoảng 25.000 binh lính Ukraine, bao gồm phi công, lính tăng, pháo binh, chuyên gia hậu cần và kỹ thuật viên. Liên quan đến việc Mỹ cho phép Ukraine được sử dụng tên lửa tầm xa tấn công lãnh thổ Nga, động thái này được đánh giá đã đảo ngược chính sách Mỹ theo đuổi xuyên suốt gần 3 năm qua. Quyết định này được đưa ra sau khi Nga, với sự hỗ trợ của lực lượng bên thứ ba, đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng Ukraine với hy vọng giành lại lãnh thổ ở tỉnh Kursk mà Ukraine đã chiếm được vào tháng 8. Ở chiều ngược lại, quyết định cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Nhà Trắng vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ Nga. Thượng nghị sĩ Andrei Kulyat của Nga khẳng định, phương Tây đã chọn mức độ gia tăng căng thẳng có thể khiến tình trạng quốc gia của Ukraine có thể bị phá nát hoàn toàn trước khi trời sáng. Trong khi đó, ông Vladimir Zhabarov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga khẳng định, động thái phản ứng của Moscow sẽ đến nhanh chóng và cho biết đây là bước đi rất lớn đến việc khởi đầu Thế chiến 3. Tờ New York Times gần đây đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bãi bỏ lệnh cấm các loại vũ khí như ATAC-MS tấn công bên trong nước Nga, một quyết định được hình thành một phần do việc Triều Tiên triển khai quân đội để chiến đấu của Nga chống lại lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk. Mỹ vẫn chưa xác nhận báo cáo này. Trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu Ben Hodges cho rằng quyết định của ông Biden sẽ tạo lợi thế cho cựu tổng thống đắc cử Donald Trump, người đã nhiều lần chỉ trích viện trợ quân sự cho Ukraine và khẳng định ông có thể chấm dứt xung đột bằng một thỏa thuận. Ông Hodges cũng nhận định rằng việc bãi bỏ lệnh cấm vũ khí có thể là một món quà dành cho ông Trump và cho rằng chính sách này hiện tại vẫn chưa có mục tiêu chiến lược rõ ràng. Về tác động của quyết định này đối với chiến trường, các chuyên gia cho rằng việc cung cấp tên lửa ATAC-MS có thể giúp Ukraine phá vỡ các cuộc tấn công của Nga và Triều Tiên vào khu vực Kursk, đặc biệt là tấn công vào các sở chỉ huy, pháo binh và cơ sở hậu cần của Nga. Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ cho rằng dù có tên lửa ATAC-MS, việc thay đổi cục diện chiến sự hiện tại vẫn còn rất khó khăn. Trong một cuộc trò chuyện gần đây, Tổng thống Joe Biden giải thích với ông Donald Trump rằng việc ủng hộ Ukraine là vì lợi ích của Mỹ, cảnh báo rằng nếu để Nga chiến thắng, Mỹ có thể bị kéo vào một cuộc chiến lớn ở châu Âu. Tuy nhiên, ông Trump đã bác bỏ lập luận này trong chiến dịch tranh cử của mình, đồng thời hứa sẽ chấm dứt xung đột ngay từ ngày đầu tiên nếu trở lại Nhà Trắng. Ông Trump cũng cam kết sẽ cấm sử dụng tên lửa tầm xa. Quyết định bãi bỏ các lệnh cấm vũ khí nói trên đã gây phẫn nộ trong một số đồng minh của ông Trump, bao gồm cả con trai của ông. Nhưng các quan chức quan trọng trong vòng tròn thân cận của ông Trump như Bộ trưởng Ngoại giao, Cố vấn An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới lại giữ im lặng. Ông Mike Wallace, người được ông Trump chọn làm Cố vấn An ninh Quốc gia cho rằng quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATAC-MS trong các cuộc tấn công xuyên biên giới là một sự gia tăng căng thẳng, nhưng ông coi đó là một chiến thuật của Nhà Trắng. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Wallace cho biết ông Trump đang tập trung vào một chiến lược lớn để chấm dứt xung đột, trong đó có kế hoạch trang bị đủ hỏa lực cho Ukraine để thuyết phục Tổng thống Nga Putin ngồi vào bàn đàm phán. Ông Trump có đường dây trực tiếp với ông Putin và đã thảo luận với cả ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Một số người cho rằng ông Trump hy vọng sẽ nhận giải Nobel Hòa Bình, điều mà ông vẫn chưa đạt được. Tuy nhiên, các quan chức Nhà Trắng lo ngại rằng ông Trump có thể từ bỏ Ukraine khi lực lượng Ukraine đang suy yếu do thiếu hụt nhân lực và Nga đang dần kiểm soát thêm lãnh thổ. Theo các thông tin mới nhất từ Washington, 10.000 binh sĩ Triều Tiên sẽ tham gia vào lực lượng 50.000 người của Nga ở khu vực Kursk, nơi Ukraine đã kiểm soát vào đầu năm nay, và khu vực này là nơi Ukraine được phép sử dụng hệ thống tên lửa ATAC-MS. George Barros, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISWK, cho rằng sự xuất hiện của quân Triều Tiên và quá trình chuyển giao chính quyền có thể là những yếu tố quan trọng đã thúc đẩy quyết định của Mỹ về việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATAC-MS. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump mới đây đã xác nhận kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, sử dụng quân đội để trục xuất hàng loạt người nhập cư để thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình. Ông Trump đã khẳng định, đúng vậy,
khi bình luận một bài viết trên mạng xã hội của Tom Fitton thuộc quỹ vận động Judicial Watch. Fitton nói về những báo cáo rằng chính quyền sắp tới đang chuẩn bị một tuyên bố khẩn cấp và sử dụng nguồn lực quân đội để trục xuất những người di cư. Ông Trump bổ nhiệm một số người theo đường lối cứng rắn về nhập cư và các vị trí chủ chốt trong nội các. Thống đốc bang Nam Dakota Kristi Noem được chọn làm Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, đang chờ Thượng viện phê chuẩn. Cựu quyền giám đốc cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ Tom Homan được bổ nhiệm làm ông chủ biên giới. Trước đó, ông Trump từng nói tại Madison Square Garden vào những ngày cuối của cuộc đua tranh cử tổng thống rằng ngay từ ngày đầu tiên, tôi sẽ khởi động chương trình trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ để đưa tội phạm ra khỏi đất nước. Trong suốt chiến dịch, ông Donald Trump cam kết huy động vệ binh quốc gia để hỗ trợ nỗ lực trục xuất. Các chuyên gia nói với ABC News rằng động thái như vậy sẽ đánh dấu một sự thay đổi về cơ bản đối với quân đội, vốn thường không tham gia vào các vấn đề thực thi pháp luật trong nước. Theo ước tính của Hội đồng Di trú Mỹ, có khoảng 11 triệu người di cư trái phép đang sống tại nước này. Việc trục xuất họ có thể tốn hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Thêm vào đó, việc trục xuất hàng loạt có thể gây ra tác động kinh tế rộng lớn khi dẫn đến mất doanh thu thuế và tình trạng thiếu hụt lao động. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau bầu cử, ông Trump nói với NBC News rằng ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện kế hoạch trục xuất hàng loạt, bất kể chi phí là bao nhiêu. Ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ trục xuất ít nhất 15 triệu người, thậm chí là 20 triệu người đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ, nhưng con số này vẫn chưa được xác minh.